Đừng nhìn dịch bệnh không lây lan nhanh mà lơ là. Đừng vì ham chơi đua nhau bon chen những lễ hội. Hãy biết thương mình hơn, phải biết thương cộng đồng. Vì ý thức cho ta sức khỏe, cho bình an. Lần này dịch bệnh đang lây lan nhanh ở Ấn Độ. Hàng ngàn người chết không nơi thiêu thân, mấy ai ngờ. Cũng bởi do người dân luôn chủ quan xem thường. Dịch bùng phát nên biết trách ai bây giờ đây. Giờ người dân đang trong nguy nan, đang lầm than. Nước mắt ấy phải trăng qua muôn màng. Chỉ vì ham chơi ham vui nên bây giờ đây làm hàn nhan hàn chiêu người dân bị lấy nhiễm.